Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người về một bài thí nghiệm thu khí hydro sinh ra từ phản ứng quang điện hóa tách nước. Như chúng ta đã biết, tách nước quang điện hóa là một cái kỹ thuật hứa hẹn cho sản phẩm khí hydro sử dụng ánh sáng mặt trời, bởi vì kỹ thuật này thân thiện với môi trường, không sinh ra các sản phẩm phụ không mong muốn. Nó chỉ sử dụng nước và năng lượng mặt trời. Do đó, sản phẩm rất là thân thiện. Về mặt nguyên lý và cấu trúc của PEC thì một tế bào mà chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành các năng lượng hữu ích thông qua các quá trình phản ứng điện hóa thì được gọi chung là một tế bào quang điện hóa. Về mặt cấu trúc, chúng ta có 3 option cho tế bào quang điện hóa. Loại thứ nhất là điện cực làm việc làm từ vật liệu bán dẫn loại N và điện cực counter làm từ kim loại. Loại thứ hai là vật liệu bán dẫn làm từ loại B và điện cực counter làm từ kim loại. Và loại cuối cùng là cả hai điện cực đều là vật liệu bán dẫn. Working có thể là loại B, counter có thể là loại N hoặc ngược lại. Về mặt nguyên lý thì nó đều tuân theo một cái nguyên lý chung. Đây là nguyên lý phản ứng của quá trình phản ứng tách nước sinh ra. Đây là sơ đồ cấu trúc giải năng lượng của một cái điện cực bán dẫn loại N và điện cực counter là kim loại. Thế thì dưới điều kiện chiếu sáng thì vật liệu bán dẫn hấp thụ một photon ánh sáng sẽ sinh ra một cặp điện tử lỗ trống như phản ứng xảy ra. Thì tại bề mặt trung gian giữa điện cực làm việc và electrolyte thì lỗ trống phản ứng với nước sinh ra khí oxy và đồng thời sinh ra ion H cộng. Và ion H cộng này sẽ được khuếch tán đến bề mặt quỹ điện cực counter. Và tại bề mặt điện cực counter đồng thời như thế thì điện tử trên dải dẫn của điện cực bán dẫn theo mặt ngoài đi đến điện cực counter và phản ứng với ion H cộng sinh ra khí hydro. Như vậy toàn bộ phản ứng, nếu chúng ta có hai photon ánh sáng chiếu vào vật liệu bán dẫn cộng với nước sẽ sinh ra một nguyên tử oxy và một phân tử hydro. Để phản ứng phân tách nước xảy ra thì cái lực điện động cung cấp cho tế bào phải bằng hoặc lớn hơn 1.23 eV. Thế thì trên cơ sở lý thuyết này thì nhiệm vụ của bài thí nghiệm được tiến hành như sau, đó là chúng ta đi chế tạo cái điện cực quang và yêu cầu cái điện cực quang bán dẫn này phải hấp thụ tốt cái ánh sáng trong vùng nhìn thấy cho ứng dụng thực tế. Do đó trong bài thí nghiệm này chọn điện cực CDS trên ZnO làm điện cực quang cho quá trình đo thu khí hydro. Quá trình chế tạo điện cực như sau. Thứ nhất, chúng ta lắng đọng một lớp ZnO trên đế dẫn ITO bằng công nghệ quay phủ. Sau đó chúng ta tiến hành mọc thủy nhiệt trên cái đế mầm ZnO các thanh nano ZnO. Và bước cuối cùng là chúng ta mọc một lớp vật liệu CDS trên các thanh nano ZnO để hình thành điện cực quang là CDS trên ZnO. Và chúng ta sử dụng cái điện cực quang đó trong cái tế bào để đo khí hydro sinh ra. Đây là toàn bộ cái hình ảnh cho việc setup một tế bào thu khí hydro dựa trên nguyên lý như sau. Điện cực quang chúng ta dùng làm điện cực làm việc ở đây để thu nhận ánh sáng. Điện cực counter chúng ta dùng một cái burette ngược, ấp ngược. Trong burette này chúng ta đựng đầy các dung dịch electrolyte. Thì theo nguyên lý thì khí hydro sẽ sinh ra ở điện cực counter này. Vì khí hydro nhẹ cho nên nó sẽ bay lên trên cao và nó đẩy cái cột nước này tụt xuống. Như vậy nhiệm vụ của bài thí nghiệm là chúng ta đi đo cái mức thể tích nước tụt xuống, đó chính là thể tích của khí hydro sinh ra. Bước thí nghiệm tiếp theo sẽ tiến hành. Điện cực quang chúng ta sẽ được chế tạo bằng phương pháp quay phủ kết hợp với phương pháp thủy nhiệt. Dung dịch tiền chấp ban đầu sẽ là hỗn hợp gồm có kẽm acetat, polymer polybiron, birodiron được hòa tan trong dung môi DMF bằng máy khí từ gia nhiệt.
Khi hỗn hợp đã đồng nhất, chúng ta sẽ tách mấy cái từ gia nhiệt và tiến hành chế tạo vật liệu. Vật liệu chúng ta sẽ được phủ trên điện cực quang dẫn trong suốt ITO bằng thiết bị spin coating được cài đặt thông số như trên màn hình. Đầu tiên chúng ta bật bơm chân không để tiến hành hút chân không trong buồng phản ứng. Sau khi bơm chân không, chúng ta đặt điện cực dẫn chúng ta lên trên bề mặt và nhỏ một thể tích nhất định dung dịch tiền chất vừa pha lên trên bề mặt điện cực. Chúng ta đẩy buồng lại, buồng phản ứng lại và bắt đầu phản ứng chúng ta. Khi quá trình quay kết thúc, chúng ta lấy điện cực. Sau quá trình phơi phủ, chúng ta tiến hành nung điện cực. Điện cực được nung được đặt vào trong lò nung ở trong giữa buồng đốt. Và chúng ta đặt vào cài đặt điện cực được nung ở 500 độ C trong thời gian 1 tiếng. Khi quá trình nung kết thúc, chúng ta để lò nguội tới nhiệt độ phòng và chúng ta mở cửa ra lấy mẫu, lấy đổ điện cực ra. Điện cực sau khi nung sẽ được gắn trên một đế kính và ta để đế kính vào trong dung dịch thủy nhiệt. Sao cho điện cực úp xuống mặt dưới cốc thủy tinh. Chúng ta tiến hành dùng giấy bạc bịt kín cốc thủy tinh lại và đưa vào là tiến hành quá trình thủy nhiệt. Chúng ta đặt cốc thủy nhiệt vào trong tủ sấy. Quá trình thủy nhiệt sẽ được tiến hành ở 90 độ C trong thời gian 2 giờ. Sau khi kết thúc quá trình thủy nhiệt, chúng ta lấy bình thủy nhiệt ra và để dung dịch được làm nguội tới nhiệt độ phòng một cách tự nhiên. Điện cực sau quá trình thủy nhiệt được sấy khô. Sau quá trình sấy khô thì ta thu được điện cực quang. ZnO có cấu trúc thanh nano mọc trật tự thẳng đứng. Bước tiếp theo của quá trình này là chúng ta phủ một lớp cadmi lưu huỳnh lên trên điện cực. ZnO cấu trúc nano rod mọc trật tự thẳng đứng. Dung dịch thủy nhiệt chúng ta gồm thioacetamide và cadmi nitrat. Sau khi dung dịch được pha sao cho hai hỗn hợp nó tan đồng nhất ở trong môi trường nước, chúng ta được dung dịch thủy nhiệt. Sau đó chúng ta đặt nhẹ nhàng điện cực úp xuống bề mặt dung dịch thủy nhiệt. Cuối cùng ta đưa quá trình thủy nhiệt vào trong lò. Quá trình thủy nhiệt sẽ được tiến hành trong tủ sấy ở nhiệt độ 90 độ C trong thời gian 3 giờ. Đây là hình ảnh ba điện cực ứng với ba giai đoạn chế tạo của chúng ta. Điện cực ZnO sau quá trình spin coating được nung, điện cực ZnO có cấu trúc nano rod, cấu trúc mật trật tự thẳng đứng. Điện cực ZnO cấu trúc thanh nano trật tự thẳng đứng được phủ lớp CDS bên ngoài. Đây là cái hệ thiết bị để hỗ trợ chúng ta trong quá trình đo cái khí hydro sinh ra trong quá trình tách nước. Đây là cái nguồn để tạo ra cái nguồn ánh sáng mô phỏng ánh sáng mặt trời. Là chúng ta bấm cái nút nguồn thì kết nối với hệ thống đèn và sinh ra tạo ra cái ánh sáng nhìn thấy. Và thiết bị chúng ta tiếp theo nó gồm là một cái hệ bình điện hóa. Bình điện hóa gồm một cốc thủy tinh được bố trí một cái điện cực cao tơ bằng PT ở bên trong, một cái ống burette trục ngược. Và nhiệm vụ của chúng ta là cái mẫu điện cực hồi nãy chúng ta chế tạo được. Bây giờ chúng ta gắn cái mẫu điện cực làm việc này vào cái điện cực working. Đó. Sau đó chúng ta nhúng cái mẫu điện cực làm việc chúng ta vào trong cái bình điện phân, kết nối cái dây nguồn điện cực dương với điện cực working và điện cực reference làm bằng bạc clorua để làm điện cực đối chấn. Chúng ta điều chỉnh hệ gắn mẫu nó nằm ở vị trí thích hợp nhất. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng một cái thiết bị đo điện hóa kết nối với một cái phần mềm máy tính Studio 5. Rồi trong cái phần mềm Studio 5 chúng ta chọn cái option là experiment. Sau đó chọn Stable và chọn Potential Start. Trong cái Potential Start thì chúng ta chọn cái file
để cái nơi để lưu cái file. Ở đây chúng ta sẽ lưu cái file tên là test. Đối với vật liệu CDS thì chúng ta chọn cái thế là tại 0V theo điện cực reference và thời gian là 120 phút. Rồi chúng ta set xong, ta ok thì quá trình đo khí hydro được bắt đầu. Nhiệm vụ tiếp theo của các em là quan sát khí hydro được sinh ra ở cái điện cực cao tơ và nó bay lên, thì dưới tác dụng của áp suất khí thì cột nước này nó sẽ tụt xuống theo thời gian. Thì các em đo cái lượng nước và tụt xuống, đó chính là thể tích của khí hydro sinh ra. Các em ghi lại cái dữ liệu ứng với thể tích cứ 1 ml tụt xuống là với thời gian bao nhiêu. Em canh đồng hồ và ghi lại dữ liệu, sau đó vẽ trên phần mềm Origin, và từ cái phần mềm này chúng ta suy ra kết hợp với dữ liệu điện hóa thì chúng ta suy ra cái hiệu suất tách hydro của vật liệu điện cực. Sau khi thu thập cái số liệu thể tích hydro sinh ra, tức là thể tích cột nước tụt xuống, thì chúng ta có cái bộ dữ liệu tương ứng với trục X là thời gian tính theo phút, trục Y là thể tích tính theo ml. Tương ứng 15 phút thì chúng ta có 0,2, vân vân, đến 120 phút chúng ta có 1.8. Chúng ta vẽ cái đồ thị thể hiện mối quan hệ này. Số liệu chúng ta vừa vẽ được cái đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa thể tích khí hydro sinh ra theo thời gian. Dựa vào đồ thị này chúng ta thấy nó có dạng gần như tuyến tính. Như vậy là thời gian càng tăng thì khí hydro sinh ra càng nhiều. Đồ thị mà tuyến tính thì khả năng ứng dụng thực tế rất cao.